Vào sáng ngày hôm nay, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra tại trường Mầm non Hoa Mai, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngôi trường đang thi công sửa chữa phần khuôn viên thì bất ngờ một bức tường đã đổ sập, khiến cho một người tử vong và một người khác bị thương. Các nạn nhân đều là quân nhân thuộc quân chủng phòng không không quân. Theo những người chứng kiến, bức tường ở cổng trường cao khoảng 2,2 mét, có mái che chìa ra mặt đường khoảng 40-50 cm. Khi nhóm thợ là quân nhân thực hiện phá dỡ thì sự cố xảy ra. Khi tôi quan sát thì có 3 bộ đội cầm ở trên cầm búa đập cái vang này. Ở dưới có khoảng 2 bộ đội ở dưới. Khi mà 3 bộ đội ở trên dùng búa đập thì vang nó tụt. Có nghĩa là vang nó tụt xuống, nó rơi xuống dưới này và 2 bộ đội ở dưới này gặp sự cố là bị cái vang này nó đè vào. Tại hiện trường, gạch vữa từ bức tường bị đổ vẫn ngổn ngang. Lực lượng chức năng đã căng kín bạt để bảo vệ hiện trường vụ tai nạn. Công trình xảy ra sự cố nằm cách phòng học khoảng 40 mét, nên các cháu học sinh không bị ảnh hưởng. Trao đổi với phóng viên VTC14, ông Nguyễn Công Bách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Mai cho biết, trường Mầm non Hoa Mai do quân chủng phòng không không quân và phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân quản lý, hoạt động từ năm 1997. Đơn vị tiến hành sửa chữa là Lữ đoàn Công binh 28. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra của quân chủng phòng không không quân đã khám nghiệm hiện trường và tiếp nhận sự việc. Ngoài một người tử vong, ông Bách cũng cho biết một chiến sĩ bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện 108.